chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ các sản phẩm về điện máy. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu giá thành của các dòng TV LG phân khúc 55 inch. Và hiện tại thì ở tại siêu thị điện máy của EcoBox Mem có đầy đủ các model và giá thành vừa mới giảm xuống rất chi là nhiều, để các bác nào có nhu cầu mua sắm trong cái dịp tháng 3 này được mua với giá tốt nhất mọi người nhé. Sẽ có những cái mẫu TV đèn LED lẫn các dòng TV nano cell để mọi người lựa chọn. Giá thì chỉ trên 12 triệu đồng một chút, các bác đã sở hữu dòng TV 4K này rồi. Em sẽ đi con đầu tiên mọi người nhé. Vâng, con đầu tiên là cái con 55UL721 COTF, là một dòng TV của 2020 và vẫn còn đang sản xuất phát hành trong năm 2022 này 22 mọi người nhé. Con này em trừ về giá cuối cho mọi người, nó chỉ rơi vào là 13 triệu 210 nghìn là con đầu tiên 55UL721 COTF. Ngay bên cạnh đó là một con TV 55UL7720 PTC, là một mẫu TV thiết kế tràn 3 viền. Con COTF này thì các bác nhìn thấy nó viền dày mà. Đấy. Tần số quét của những cái dòng này thì hầu như là tất cả đều là 60Hz cả. Đấy, màn thì đều là màn 4K, có điều khiển thông minh, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt. Cái mẫu này nó chỉ khác nhau về phần thiết kế cũng như là phần độ LED một chút mà thôi. Còn đâu là các tính năng là giống nhau mọi người nhé. 55UP7720 COTF PTC em bán là 13 triệu 600. Tiếp đến là hai mẫu TV 55UP8100 ở phía bên này. 8100 thì các bác sẽ nhìn thấy cái chân của nó hình chân hình bán nguyệt kìa. Đấy, rất quen thuộc và thiết kế tràn 3 viền. Những dòng TV này thì nó chạy là chạy nét là nét viền mọi người nhá, nét viền. Chính vì vậy là cái độ dày của nó rất chi là dày. Rất chi dày. Tấm nền là tấm nền IPS mọi người nhé. Tấm nền IPS. Tất cả các dòng TV của LG đều sử dụng tấm nền này. Dòng này thì 55UP8100 em bán trừ về giá cuối cho mọi người, nó chỉ rơi vào là 14 triệu 390 nghìn. Em cập nhật nhanh luôn con ngay bên cạnh luôn, để các bác đỡ phải đi tìm hiểu lâu xa. Đó là con 55Nalo86 luôn, ở ngay bên cạnh này. 86 thiết kế cũng khá giống UP8100 mọi người nhé. Các bác có thể nhìn xa có thể có phân biệt được. Thì tuy nhiên chúng ta sẽ có nhìn thấy cái chữ TV nano cell ở đây, để chúng ta phân biệt được là con này là con nano cell hay là con TV UP8100 mọi người nhé. Đây. Dòng Nalo 86 thì với tần số quét là 120 và giúp cho chúng ta có một chiếc TV chạy mượt hơn. Và con chip của nó là con chip A7 Gen 4 đời mới nhất. Và chúng ta có tấm nền nano cell. Giá là 17.230.000 mọi người nhé. 17.230 cho phân khúc 55Nalo86. Một dòng TV đời thấp khác đó là con 55UP7550PTC. Dòng này thì thiết kế khá giống như con UP721COTF mọi người nhé. Thiết kế viền của nó là viền dày. Viền dày, không được thiết kế tràn viền. Tuy nhiên vẫn có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và màn 4K. Tất cả các dòng TV của LG thì hiện tại thì đang sản xuất ở tại Indonesia và mọi người được bảo hành điện tử là 2 năm tại nhà. Ngoài ra thì siêu thị BM đổi mới trong 30 ngày nếu mà gặp lỗi của nhà sản xuất. Thế còn 55UP7550PTC BM trừ về giá cuối cho mọi người, nó chỉ rơi vào là 13 triệu 600 mọi người nhé. 13 triệu 600. Đó là con cuối cùng trong phân khúc 55 inch mà siêu thị BM đang có, đó là con 55Nalo77. 55Nalo77 với thiết kế không lấn vào đâu được, với một màu trắng ở phiền viền và chân của TV. Màn là màn 4K và tấm nền là tấm nền nano cell. Tần số quét của con này là 60 thôi mọi người nhá. 120 thì các bác phải mua đến Nalo 86. Con này vẫn là con chip 4K bình thường, không phải là con chip đời mới. Cái dòng này thì hiện tại BM trừ về giá cuối cho mọi người, nó rơi vào là 15.270.000. 15.270. À, các bác nào có nhu cầu mua sắm các dòng TV 55 inch của LG có thể nhanh tay liên hệ với siêu thị điện máy của EcoMax bên em tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh. Website là ecomax.vn. Bảo hành thì bên em bảo hành điện tử 2 năm tại nhà, đổi mới trong 30 ngày và vận chuyển miễn phí bán kính 20 km các bác nhé. Các bác ở tỉnh thì bên em sẽ đóng hàng gửi đi qua các đơn vị vận chuyển của Viettel. Rất cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết cái video của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo.